chơi mẹ nhá, xem lớp son nhá. Chơi mẹ nhá. Ok. Leon vẽ. Leon vẽ trên vé của mẹ luôn hả? Leon. Ok, rồi cho Leon vẽ đi. Rồi. Leon ghi giá tiền lên nhá. Ok. Leon vẽ nè. À, cho một ngòi bút nữa để cho Leon vẽ bớt ồn ào nha. Rồi vé của mình là hai đứa vẽ hết rồi. Rồi cậu con vẽ như thế nào rồi con đưa cho mọi người coi nào. Lisa. Rồi con đưa cho mọi người con vẽ cho mọi người coi. Lisa này. Ok. Lisa vẽ này. Tan nát cái vé của mẹ Hà luôn rồi. Ok, rồi Lisa vẽ tiếp này. Ôi, rách rồi. Rách rồi hả? Con vẽ kiểu gì mà rách rồi? Gì? À, nó không có mực hả?